Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương tiền lương. Tiền lương sẽ thể hiện những cái khoản mà người lao động nhận được hoặc là mất đi khi làm ở công ty của chúng ta. Chúng ta đang là kế toán của công ty nhé. Hãy thử xem này. Nghiệp vụ đầu tiên, nghiệp vụ tính ra lương, thưởng, phụ cấp, ăn ca. Đây là toàn bộ những thu nhập mà người lao động có thể nhận được. Lương ở đây là lương cứng, thưởng ở đây là có thể là thưởng doanh thu hoặc là thưởng Tết, đúng không ạ? Thưởng các cái dịp đặc biệt. Phụ cấp có thể là phụ cấp về xăng xe khi cho các bạn làm shipper, hoặc là phụ cấp về tiền điện thoại đối với các bạn làm telesale, hoặc là tiền ăn ca đối với những cái khoảng thời gian mà các bạn làm nhiều ca trong một ngày thì công ty có thể phụ cấp thêm tiền ăn ca cho các bạn. Và khi mà các bạn gặp bất kỳ những khoản lương thưởng phụ cấp hay ăn ca thì chúng ta đều định khoản như sau. Tôi cho tính này, động từ ở đây là động từ tính nhá. Các em thanh toán, các em tính lương, tính những cái khoản này cho bộ phận nào thì em sẽ cho tăng chi phí của bộ phận đó lên. Ví dụ này, sẽ có một số những bộ phận như sau. 641, em sẽ tính cho bộ phận bán hàng khi đề bài nhắc đến bộ phận bán hàng. 642, khi đề bài nhắc đến bộ phận quản lý doanh nghiệp, hoặc đề có thể nhắc cho em là bộ phận văn phòng hoặc bộ phận kế toán. Đó. Ngoài chữ quản lý doanh nghiệp thì đề có thể nhắc cho em là bộ phận văn phòng hoặc là bộ phận kế toán, thì các em cũng biết là chúng ta dùng 642 nhé. 627, khi đề bài nhắc đến bộ phận sản xuất chung hoặc là đề nhắc đến bộ phận gián tiếp, em nhớ chị này, bộ phận gián tiếp, hoặc là đề có thể nhắc là quản lý phân xưởng hoặc là nhắc đến chữ sản xuất chung, một trong ba từ này chúng ta đang nhắc đến 627. Ngoài ra có thể là 622 là chi phí nhân công sản xuất trực tiếp khi đề bài nhắc đến bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm. Đó. Khi đề bài nhắc đến một trong những từ khóa này, các em sẽ sử dụng những cái tài khoản chi phí tương ứng nhé. Và bởi vì ở đây chúng ta đang xuất hiện động từ là động từ tính, tính toán. Các em chưa hề trả tiền cho công nhân của doanh nghiệp, các em sẽ sử dụng tài khoản 334 tăng giá trị của phải trả người lao động lên, tăng chi phí lên, chi phí tăng ghi nợ, nguồn vốn tăng khi có. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong nghiệp vụ đầu tiên, nghiệp vụ tính. Thế thì trong đề bài nhắc đến động từ trích thì sao? 100% các bài toán ở bút toán trên đã có tính rồi thì bút toán bên dưới chắc chắn là sẽ có trích các khoản trích theo lương, trích các khoản bảo hiểm. Khi mà gặp bút toán trích, các em nhớ chị này, trích ở đây nhắc đến các khoản bảo hiểm, có 4 loại bảo hiểm như sau: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội là những khoản bảo hiểm liên quan đến nghỉ ốm và thai sản. Bảo hiểm y tế rất quen thuộc rồi ạ, khám chữa bệnh. Kinh phí công đoàn là bộ phận hỗ trợ cho công nhân viên ở trong doanh nghiệp. Kinh phí công đoàn có thể nói đến như là hàng Tết á, những cái dịp lễ Tết thì bộ phận công đoàn hay phát bánh chưng hoặc là giò hoặc là quà Tết cho bố mẹ các em, đúng không ạ? Thế thì bố mẹ các em cầm những món quà đấy về chính là món quà từ bộ phận công đoàn gửi đến cho công nhân viên của doanh nghiệp. Hoặc là các em có thể thấy rằng là mỗi cái dịp Trung thu hoặc là một cái dịp đặc biệt nào đấy thì con em trong công ty hay được mời đến để có thể vui chơi cùng với các cô chú ở trong công ty, thì đó cũng là do bộ phận công đoàn tổ chức những dịp lễ Tết như vậy để có thể kích thích những cái tinh thần làm việc cũng như là kích thích cái tình yêu trong công ty, những cái sự gắn bó của mọi người trong công ty, thì đó chính là bộ phận công đoàn sẽ giải quyết vấn đề này. Bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm, nếu như mà các em đóng đều cái bảo hiểm thất nghiệp này thì một cái khoảng thời gian nào đó các em không có việc làm, các em sẽ được trợ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp này. Đó, đấy là bốn các loại bảo hiểm và ý nghĩa của nó. Từng loại bảo hiểm một thì nó sẽ có cái tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm như sau. Bảo hiểm xã hội sẽ chiếm 25,5%. Bảo hiểm y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn tương ứng với các tỷ lệ phần trăm bên dưới. Tỷ lệ phần trăm này là tỷ lệ phần trăm trên cái phần lương của các em. Tổng số các em cần phải nộp là 34%. Nói một cái ví dụ nho nhỏ là cứ 10 triệu, đúng không ạ? 34% tức là cứ 10 triệu là các em sẽ mất 3 triệu tư tiền bảo hiểm. Có nhiều không nhỉ?
nó quá là nhiều đúng không ạ? Một tháng mình mà có thu nhập 10 triệu thì mất luôn 3 triệu 400 nghìn tiền bảo hiểm, nó quá nhiều. Chính vì vậy nên là người ta mới nghĩ ra một cách, 3 triệu tư hay là 34% đó người lao động không phải nộp hết, mà sẽ phân chia như sau: 23,5% sẽ do doanh nghiệp chịu, còn lại 10,5% sẽ do người lao động chịu, người lao động tự đóng. Bản chất là chúng ta vẫn nộp đầy đủ 34% cho cơ quan bảo hiểm, cho các cái tổ chức bảo hiểm đó, nhưng mà sẽ được phân chia 23,5 và 10% như thế này. Doanh nghiệp chúng ta chịu cái tiền này, doanh nghiệp chúng ta là kế toán của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ tính vào chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Khi doanh nghiệp phải trả một khoản tiền nào đấy thì chi phí của họ sẽ tăng lên. Còn khi người lao động chịu cái khoản tiền này thì lương của người lao động sẽ giảm xuống. Được chưa? Đóng vai trò là kế toán của công ty sẽ nhìn nhận vấn đề này, chi phí của chúng ta đang tăng lên và chúng ta giảm lương của người lao động xuống để người lao động đi mua bảo hiểm. Rồi, thế thì nhìn vào trong cái phần bên dưới nhá. Ở đây chị định khoản như sau này: chi phí của doanh nghiệp tăng, chị cho tăng các khoản chi phí lên. Các khoản chi phí này sẽ lấy 23,5% nhân với tương ứng tỷ lệ bên trên. Ví dụ như sau này, ví dụ đây là A, B, C, D, được chưa? Tương ứng với các cái số ở bên trên. Phải trả là A cộng B cộng C cộng D, tổng khoản phải trả. Thì bên dưới chúng ta sẽ nhân như sau này. Ở đây chúng ta sẽ lấy từng bộ phận một, bán hàng bên trên là A thì ở dưới sẽ là 23,5% nhân với A. Đây tương tự như vậy, 23,5% nhân với B, 23,5% nhân với C và 23,5% nhân với D. Tương ứng các bộ phận sẽ chịu 23,5%. Người lao động chịu thì lương của người lao động giảm xuống. Lương của người lao động giảm xuống, 334 giảm xuống 10,5% nhân với tổng lương là A cộng B cộng C cộng D. Và cuối cùng 338 là khoản phải trả phải nộp khác, khoản phải trả phải nộp cho nhà nước, à, cho cái cơ quan thuế đấy. Thì tăng cái khoản phải trả này lên sẽ là 34% là tổng số trích nộp là 34 này, nhân với A cộng B cộng C cộng D. Đây là một cái phương trình tổng quát, một cái định khoản tổng quát cho các em. Và các em thấy rằng là chú ý này, nhìn chị ghi chữ chú ý đúng không? Ghi cho chị chú ý nhá. Chú ý cái số A, B, C, D này không gồm tiền ăn ca. Ở trên này mình tính này, tính A, B, C, D này là một định khoản chung cho lương thưởng phụ cấp ăn ca đúng không? Thì ở chỗ này các em nốt lại cho chị này. Cái phần A, B, C, D này các em sẽ phải loại bỏ tiền ăn ca và loại bỏ tiền phụ cấp nếu khoản phụ cấp đó không được tính vào trích lương. Vì sao? Ăn ca thì chắc chắn là không được tính vào đây rồi. Tiền ăn ca chắc chắn là các em sẽ không được tính vào ABCD này nhá. Còn cái tiền phụ cấp này này, tiền phụ cấp thì theo quy định á, phụ cấp có hai loại là phụ cấp tính lương và phụ cấp tính vào các khoản trích và phụ cấp không tính vào các khoản trích. Thì tùy theo đề bài các em sẽ có cộng hoặc không cộng phụ cấp vào đây. Ăn ca chắc chắn là không được cộng vào đây, nhưng phụ cấp thì có thể cộng hoặc là không cộng tùy theo dữ kiện của đề bài. Vì trong thực tế chúng ta có hai loại phụ cấp như vậy. Tương tự như thế này, các khoản giảm trừ lương. Bên trên là những khoản mà khiến cho lương của các em tăng lên. Còn bút toán này nó sẽ là giảm trừ, tức là khiến cho lương của người lao động giảm xuống. Lương của người lao động giảm xuống, giảm 334, giảm lương, nguồn vốn giảm, ghi nợ. Thế thì giảm vì sao? Có thể là do bồi thường vật chất 138, người lao động đánh vỡ, đánh hỏng một cái đồ vật gì đó mà phải bồi thường lại, thì chúng ta sẽ bù trừ cái khoản bồi thường này vào lương, giảm 138 xuống. Hoặc là chúng ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân, tăng thuế thu nhập cá nhân lên. Hoặc là tạm ứng thừa
bù trừ vào lương. Giảm tạm ứng thừa. Chị sẽ giải thích thêm một chút với khoản tạm ứng thừa này nhé. Khoản tạm ứng thừa này được thể hiện như sau này. Tạm ứng sẽ thể hiện một khoản tiền khi mà doanh nghiệp nhờ người lao động đi mua một cái gì đấy thì các em sẽ phải tạm ứng cho người lao động đi mua, đúng không ạ? Ví dụ như ngày mai chúng ta có một cái trận bóng đá chẳng hạn. Thế thì giám đốc mới bảo một bạn nhân sự là giám đốc mới đưa cho nhân sự 500.000, tạm ứng cho nhân sự 500.000 để đi mua trà chanh này, hoặc đi mua snack này để anh em trong công ty cùng hội tụ lại để chúng ta xem bóng đá, đúng không? Thế thì khi mà giám đốc đưa tiền cho một nhân viên đi mua một số những món đồ như vậy thì 500.000 này chính là tạm ứng 141. Tại thời điểm giám đốc tạm ứng thì 141 tăng lên. Sau đó người nhân viên đi mua về họ chỉ mua hết 490.000 mà thôi. Điều gì xảy ra tiếp theo? Còn thừa 10.000. 10.000 anh giải quyết thế nào đây nhỉ? Giám đốc sẽ bảo rằng chúng ta đi mua về, chúng ta thừa 10.000 thì thôi chú cứ cầm lấy đi, cuối tháng anh trừ vào lương, đúng không ạ? Thế thì cái 10.000 này, một bài toán vui cho các em là 10.000 được trừ vào lương cuối tháng, nó chính là phần giảm trừ lương của các em trong cái phần tạm ứng bị thừa này. Thì khi mà chúng ta hạch toán cái phần tạm ứng bị thừa này, chúng ta sẽ giảm 141 để bù trừ vào lương. Cuối cùng là bút toán thanh toán lương. Bút toán thanh toán lương này là bút toán công ty chúng ta trả tiền lương cho người lao động. Thế thì khi mà chúng ta trả tiền lương cho người lao động thì tiền giảm xuống và giảm luôn cái khoản phải trả người lao động nhé.